Mà Thiên, lấy, lấy. Sao lại đau? Phải mẹ con bỏ đói mình lụm ra chứ. Vậy làm gì? Bắt con gà trong chuồng luộc cha con mình ăn. Một cháo ăn. Đồ không bà bắt cháo đầu. Bây giờ nghe giỡn thôi chứ ai đâu mà bắt con gà. Chào cả nhà, cái hai chào nhà nha. Dạ nha. Nãy giờ tiểu tử lụm thịt cha con 2k nha. Nay cha con 2k sẽ giả bộ như mình bắt con gà đi. Cái con đi mua con gà về. Cái dẫn mình bắt con gà mình giấu đi. Không? Được không ạ? Bắt con gà mình giấu mình có làm thịt đâu. Ba đang quạo. Quạo gì cha con, quạo đi làm vô bị bỏ đói cả nhà. Bây giờ ba bắt con gà đi. Xong rồi con đi mua con gà khác về nấu cháo. Giấu con gà này đi. Cho mẹ chửi chơi. Đi. Đi. Bắt con gà mà đang ấp còn á té vậy nó mới giữ trong chuồng á. Ôi cho gà chết dữ vậy. Gì gà chết dữ vậy? Đâu chị mới xuống ổ hôm mà. Ủa gà mẹ đâu? Ủa mẹ nghĩ ra rồi. Trời ơi, chết mấy con rồi. Trời này thấy được. Bạn thấy được, bạn chửi chết. Ủa sao chết rồi? Không biết. Ủa tính con mà lên thấy cảnh này sao chạy? Trời. Mấy con, bay điểm rồi mấy con. Ôi, nó bị mổ rồi gì vậy đấy ơi. Trong gà đầu luôn. Ủa, phải gà mẹ nó không? hai bảy dồn rồi vậy. Đúng rồi ơi, dồn luôn chết ngắt rồi. 6 con 7 con luôn trời ơi. Chết nguyên bầy luôn rồi. Này chắc không phải gà mẹ nó đâu. Thì 2 con ấp nó nở được dồn lại nè. Trời ơi, rồi giờ sao? Giờ phi tan luôn chứ sao. Thôi để kêu mẹ lên chứ. Trời ơi, bà chủ chết. Mình có làm đâu mình sợ trời. Trời ơi, chết nó cho mà thấy cảnh này trời. Thôi ba đây để kêu mẹ lên cho. Chết như mày rồi. Gì chứ? Kìa. Sao dữ vậy? Dồn rồi đó. Ông dồn ông không ngủ chứ gì? Có không? Thì sáng cho ăn không có gì là giờ sao kỳ vậy? Biết. Rồi. Mà ăn gà trong này nó kêu luôn rồi, nhảy ra luôn rồi. Còn coi. Gì vậy trời? Chết như mày rồi. Dẹp dữ vậy? Con này xuống trước nè. Ông không phun ngủ chứ gì? Có. Có là sao kỳ vậy? Em biết. Mà bữa không ngủ nó đâu chết dữ hả? Trời ơi, đừng nghiệp gà. Chết chuột không? Tự nhiên lên đây tính đổ chốc cho đậu dần rồi. Bị... Con mẹ nó không phải mẹ nó, nó dữ quá mà. Sao tự nhiên dồn hai ổ chi trời? Gà mẹ kia nó ấp nở nó bỏ mẹ con. Nó bỏ con rồi cha dồn lại dồn. Tôi nghi cái mặt ông không có phun ngủ rồi. Trời ơi, không phun. Phun mày vậy? Bây giờ sao? Anh chôn nó chứ sao? Giờ chôn gì sao? 7 mạng rồi. 7 mạng gà, 7 mạng người đâu, 7 mạng người nghe nói ghê chạy. Nè, 1 mạng nè, 2 mạng, 3 mạng, 5 mạng, 7 mạng. Trời ơi, con nghiệp gà đẹp con chết nó. Trời ơi, kêu bà gà của tôi là động đạn cho tôi đây. Làm gì? Chết thôi chứ. Nó thương. Anh, đúng với cha con đạn đi. Ông không phục vụ à. Con gà mẹ không phục vụ. Ông bắt làm chạy. Lên tao thấy con gà của người ta bọt lắm hả? Tao lên thấy gà chết tao chỉ còn chửi nữa trời. Làm cho tôi đi. Tại tí để vô chuồng gà nè. Đàn đi. Trời mà để gà ông bậy mà không phục vụ. Tôi đàn rồi tôi bỏ vô đây hả? Trời ơi, 7 đứa con của tôi. 7 đứa con là quà. Nè. Chết mẹ 7 đứa luôn mà. Sáng giờ bà làm ở đây mà không. Làm đâu? Trời ơi, con nằm lớp. Thì gớm bà ơi, bỏ đi. Đi chôn đi chứ. Đi chôn. Ông, cái tội ông không phun bụng à. Nó lỡ nó mổ chết rồi chứ biết giờ sao. Ai cho con mà làm cho tao đi. Con phải đi đàn trời. Đứa nào thú chết cái đó. Trời đất ơi. Vậy đứt ai thơm mà thú trời ơi. 7 đứa luôn. Vậy cái đứt ai thơm luôn mà. Vậy là nó chết nguyên bầy rồi. Mẹ con kêu kêu quầy. Nói dồn dồn người ta hóp ruộng cho phun phun thì nó đâu có dữ là mà con gà mẹ này nó dữ quá mà thịt ở đây cho thịt ra thịt cái chết luôn mấy con kia à. Mày quạ mày nè. Tự nhiên con cũng đã lỡ chết thôi chứ. Mày con coi ở đâu mà để nó 7 đứa vậy. Đợi cho tôi đi á.
sao? Mày biết thì ăn nè. Gầy nó ngu, nắng quá nắng. Nắng quá là bị che, bị ma. Nắng nó bị ngu đó. Tính đi lên đây bắt gà cho anh mẹ Hương ở nhà. Mà tự nhiên lên đây thấy nguyên bầy gà mẹ Hương chết ngất luôn. Vậy tối bắt bây giờ sao bắt? Thôi tối bắt ơi. Cái tấm này lên. Rồi giờ sao nè? Bảy đây. Chết hết nguyên một bầy luôn rồi nha. Trời ơi, nằm hết luôn. Hết cho anh luôn. Tính lên bắt gà cho anh mẹ Hương mà ai nhà lên chết nguyên bầy gà luôn rồi. Ai cho con mày đem chung đi, trời ơi đó. Trời ơi, cái nhà này đúng không mẹ? Ừ, mẹ nó đó, mẹ gì mà dữ quá trời dữ. Ở đây đó, anh nhớ đâu hả? Đầu hết, chụp đầu hết. Chụp gió, chụp đầu. Trời ơi, banh sát rồi. Trời ơi, khổ khổ quá cái đầu đó mẹ ơi. Cái mổ chốc ra đầu hết rồi. Chết nào á mẹ? Chắc mới chết chứ gì. Con nào cũng bị cái đầu hết đó mẹ ơi. Nó mổ cái đầu mà. Không phải bầy của nó mổ. Trời trời. Đấm đấm bầy kia cũng vậy. Thiệt gì đâu, nó lót lẫn dạ là nó khóc lu la trời. Bảy đứa mà nghẹp lắm. Nó khóc mà đúng hùng mà. Nó ngủ không nổi luôn cái nhà. Bảy con gà bố ít lắm ha. Mua mẹ bảy cái trứng mẻ bà. Nhiều nơi mua cho bà bảy cái hộp vịt lộn nhiều bà cho con gà. Con hộp vịt lộn đâu mà mua vịt lộn. Kêu ấp ra tên. Nè ông em chôn quá. Bà xin tiếc bà cho ông đi. Bà khóc ai? Thôi. Nghẹt. Bảy đứa con. Chôn cái mà hỏi cái chôn cái đầu của bà mô luôn. Chôn đi. Chết hết rồi còn gì nữa. Quỷ gà mẹ nó ngu gì mà nó ngu mà giết bảy đứa con luôn. Bảy con gà khác. Dòn bầy không phải cha con nó mổ đúng rồi, là ai nữa? Ai dòn con gà này nè. Ủa sao nó biết mà đừng có mổ người ta? Con gụ thì nó đâu có dữ à. Không có. Nè. Điển nó đi đây, lần cuối đi. Mẹ có nhắn nhủ gì không nhắn đi. Nhắn gì đâu. Hả? Nhắn gì nhắn gì không? Tôi đi đi ra. Đi đây. Có làm lễ chi điệu gì không? Đúng quá hả? Nghẹt gì đâu, bảy đứa con. Bảy mẹ này sẽ nó không nhủ dữ. Chôn luôn hả? Ủa thấy con mỏ mà kia. Vậy là khu nổi hay gì nổi. Cái con gà con nhìn dày nắng là nó khô eo rồi mẹ. Bà ma làm khô gà luôn thôi. Thôi đừng bỏ bọc chi mẹ. Để ngoài bỏ bọc chi. Vậy ai dám dục. Nữa mày ở nhà đây nha, mày đừng có gà ma đó. Ma gãi. Ma gà cái này với cái này. Cái mẹ mẹ thương lắm mà. Để cái bọc nó đâu, nó lâu phân quỷ lắm. À. Rồi mẹ trước khi cho nó mẹ có nhắn nhủ gì nó không? Đi đầu thai kiếp khác đừng làm gà nữa. Làm vịt được không? Không làm gà sao nuôi. Làm gì mẹ? Làm gì ta? Trời ơi. Dạ. Cử mẹ. Gà chết mà khóc. Mẹ mẹ chồng không có nhớ người. Cung hả? Mày vui lắm hả? Không phải là con vui. Mẹ mẹ khóc bắt ngào. Lấy con gà lấy đá, lấy đá dằn phải không? Đâu hồi nãy mẹ không cho đâu mà. Con gốm bà. Đâu hồi nãy con không cho. Đúng rồi mẹ mày tội nghiệp nó khóc khóc khóc. Đâu hồi nãy không cho làm lại cái. Khóc quỳnh trái mà. Mẹ khóc dối quá. Nghiệp nó ra hết hồn mất rồi. Là bảy gà chết. Hình như mẹ không có tay chăn nuôi hay sao mẹ ơi.
gà chết hết rồi đi làm bịch ni lông bán. Hồi trước mẹ nuôi dê cũng bị chết đúng không? Tháng nó làm con, tháng làm con nữa. Mẹ Hương nuôi dê thì giờ đẻ dê đẻ ra chết. Nuôi gà thì gà cũng chết. Nuôi vịt thì vịt mất. Nuôi tầm thì tầm chết luôn. Gà không con có tay chân nuôi. Nó trồng cái vườn vậy nè. Người ta chờ, người ta nuôi, người ta trồng thấy ham. Còn vô tay bà Hương là mới nghèo. Vô tay bà Hương là banh hết rồi. Mẹ nuôi tầm tới ngày gần bán cái nó chết hết trơn luôn. Trước nuôi tầm cũng vậy, nuôi tầm tới chuẩn bị mà thu hoạch á thì tầm nó bị xì mũ rồi cũng bị thất thu luôn. Rồi nuôi dê á thì dê đẻ hai con thì sẽ có một con chết, lần nào cũng vậy hết cả nhà, cho nên là quyết định là không có nuôi con gì hết, bán hết dê rồi cả nhà. Có nuôi con gà, nhà nó cũng chết. Có nuôi ba con báo rồi chưa có bán nè. Ai mua tụi bay đâu cũng bán mẹ hết rồi. Chờ bán con, bán con là ai chọc mẹ nữa. Cái gì cũng sạch sẽ mà nó chết hoài. Bây giờ cho nó khỏi chết đi. Bây giờ mẹ cười chi cho nó ở dơ, nó uống dơ nó mới sống. Trời làm gì? Tại cứ mũi mặt bây giờ. Mẹ chồng nổi sắc vui nhân rồi tính mưu. Vui lắm. Trời nữa. Sao kêu nó mới để dơ cho xong rồi. Để dơ sao chịu nổi. Không có chết, để vừa mới chết. Vừa quá chịu gì nổi. Rồi chết, rồi chết thì mấy con rồi mẹ. Kìa. Để coi. Chết đầu chết ông nội. Của năm con thì chết đâu chết hoài à. Chưa, con thấy nó nằm im. Im, đang tao đói. Đói gì đói. Nói cho ăn. Đói. Mai che chỗ này lại, nắng quá nắng rồi. Chắc nắng nó chết á. Đầu mà nó chết. Được rồi, vô ngoài chơi. Chưa sạch mà. Đúng đâu. Đợi để nữa. Vô cái nhà, nghỉ cho anh luôn. Nghỉ cho anh luôn. Xui quá đó nha. Thiệt, mẹ Hương cười em. Cái gì lộn, mẹ Hương khóc em cầm lòng không được luôn. Nãy tính lên bắt con gà giấu cho anh mẹ Hương. Ai về lên thấy bảy con gà chết rồi nha. Mẹ lên gặp mẹ Hương hù ma nữa. Nói chung là mẹ Hương với tí nhà là không có nuôi được cả nhà ơi. Nuôi con gì là chết con đó hả? Nuôi mấy con dê thì đẻ ra lần nào cũng vậy cả nhà, 10 lần như 10 luôn. Đẻ ra là chết, đẻ ra là chết. Rồi nuôi mấy con tầm thức đêm tới hôm 3 giờ đêm, 2 giờ đêm dậy cho ăn. Rồi tới lúc mà thu hoạch chuẩn bị bán thì nó cũng nó bị xì mũ, không thu hoạch được cả nhà, cũng thất luôn. Rồi cho nên là bây giờ không có nuôi con gì được. Có nuôi ba con báo, em sơn mi báo với vợ thêm miếng báo nữa. Và bây giờ hãy kết thúc video nha em nè. Chứ giờ sao cho được nữa, mẹ Hương buồn quá sao cho. Thôi bye bye nha luôn nha.